là mình thịt chó này thì thịt từ sáng hay là như nào? Buổi sáng thịt đấy. Buổi sáng là thịt sáng luôn thì à? Sau đó thì mình làm. À buổi sáng thịt trong làm. Sau đó thì là hấp. Thế là ông chồng là ông ấy chế là người là chuyên là nhập chó và thịt chó. Như cả nhà chứ nhỉ? Nhà anh biết thịt hết đúng không? Đấy. Đấy, ngon không? Anh em thấy thịt chó ngon không? Đấy, thịt hấp này. Đấy. Chân chó này. Rồi chó này, rượu mận này. Đấy, anh em nhá. Riêng thịt chó thì người Đảng Sơn rất là sướng món thịt chó rồi. Đặc biệt là món thịt chó đây, anh em thấy không? Thịt hấp này, thịt hấp là 300.000 một kg. Hôm nay là ngày cuối tháng cho nên là rất đông, phục vụ ẩm thực rất đông. Hôm trước là 3 người mà. Đấy. Không, 2930 anh cào ra là 3. À 2930 là phải 3 người bán. Chúng ta 30 là đắt hàng nhất. Ở 30 đắt hàng nhất. Hơn cái này. Nghĩa là ngày bình thường là 4 con, còn 2930 là 6 con, tăng 2 con. Đấy. Đấy, vừa hỏi chị chủ quán này, thịt này là 250.000 một cân. Cân nước cân thịt xong nước sau. Đấy còn à rồi chó thập cẩm này là 150.000 một cân. Chân chó 10.000 một cái. Cân to là 25.000 một đôi nhỉ. Vâng đúng rồi ạ. Đấy còn à món thịt hấp này là 300.000 một lạng. À quên một cân. Đấy anh em thấy không? Thích anh em cứ đến với quán Trung Tiến, đặc sản thịt chó 7 món Lạng Sơn. Đấy thì hôm nay là chia sẻ cho anh em qua cái món thịt chó của người Lạng Sơn thôi. Người Lạng Sơn ai cũng thích ăn thôi. Cảm ơn anh em xem video nhé. Video này cũng dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại anh em với món thịt chó nhiều món ngon hơn nữa. Đấy, bye bye nhá. Lấy cho nhiều không anh? Gửi tiền nó đi. Đây đến mua chủ quán còn khuyến mại mấy cái chân này. Rồi thịt ngon lắm. Được rồi. Thôi cảm ơn nha chị nhá. Lần nào lên cũng được khuyến mãi. Đấy các bạn nha, Lợi Dâu Lạng Sơn vừa đưa các bạn đi đến quán thịt chó ngon, phải nói là ngon. Đấy thì hôm nay anh em thấy rồi, mình cũng đã mua thịt chó về rồi. Đấy, mua thịt chó về rồi thì bây giờ cũng do trời hơi tối thì anh em cũng đã thưởng thức. Nói với anh em mà kênh Lợi Dâu thế này. Đấy, ăn bún và chan này mới ngon. Đấy đúng rồi, kênh Lợi Dâu thế này. Kênh Lợi Dâu thì rất ít thịt chó món. Cho nên là hôm nay là video này là video gần như là video đầu tiên để đưa chia sẻ anh em đến mấy món thịt chó món ở hàng này. Đấy thì vì là video đầu tiên cho nên là mình cũng phải chia sẻ cho anh em biết kỹ hơn một tí để anh em khi nào anh em có dịp anh em mua ăn thì anh em sẽ được thưởng thức, nó sẽ được đánh giá đúng thực lực, đúng cái chất lượng của quán này. Đây để là miếng thịt hấp đây, ba chỉ hấp đây. Đối với thịt ba chỉ hấp thì mình ăn thịt chó mình thích ăn ba chỉ hấp. Vì tại sao? Vì thịt ba chỉ nó có nửa mỡ nửa nạc, cho nên là Lợi rất thích ăn cái thịt ba chỉ. Còn thịt nạc quá không thích. Đấy. Miếng ba chỉ rất là ngon, con chó này là con chó non hay sao ấy. Cho nên là ăn miếng thịt nó rất là mềm. Mềm mà chị chủ quán này, chị đấy có một cái tay nghề là ướp thịt chó rất là vừa mồm nhá, vừa mồm mình, ngon lắm. Đây, măng đây, vì ở đây các bạn thấy rồi, măng thịt chó là 300.000 cân rồi, rồi chó kiểu giá cả đấy rồi, măng này cũng ngon này. Đây mà thịt mận kia, thì thật ra là đối với mình ăn thì mình đánh giá thôi, còn anh em nào mà muốn thưởng thức ấy, thì anh em cũng có thể là trực tiếp lên mua ăn về một lần. Đấy. Còn đối với mình ấy là cực kỳ ngon rồi. Lợi Dâu luôn chia sẻ những quán thịt chó ngon cho anh em để anh em có dịp anh em được ăn, anh em được thưởng thức. Đấy và có một quan điểm đồng cảm với mình là thích ăn thịt chó ngày cuối tháng. Không cứ ngày cuối tháng mà ngày nào cũng ăn được. Đấy. Món khoái khẩu ấy. Thôi thì video này thì Lợi chia sẻ cho anh em như vậy và cùng ba anh em này tiếp tục thưởng thức món thịt chó và cuối video cũng uống một chén rượu để cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi. Đấy. Nào, ăn tiếp đi. Rồi, cực kỳ ngon. Thôi, cảm ơn anh em xem video nhá. Tiếp theo là những quán thịt chó rất ngon nữa. Chia sẻ đến anh em. Video xin dừng tại đây.